chương 641 mặt sát đại đế. Người xứng sao? Này ba chữ giống như tiếng sấm, ở đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Đại điện chung mấy người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Huyền. Từ chí tôn điện phủ thành lập tới nay, còn chưa bao giờ có cái nào võ giả dám như thế quát lớn một vị đại đế. Đại đế nhưng không chỉ là một cái cảnh giới. Này càng đại biểu bọn họ đã từng huy hoàng chiến tích. Không nói người khác, vân mộng đại đế chiến tích đó là bình thường võ giả khó có thể tưởng. Tượng, bất luận là ở đối mặt dị tộc thời điểm, vẫn là vì đối phó tà võ. Hắn đều có thể nói là một vị anh hùng. Tổ hoa trí tôn chậm chạp không chịu ra tay, đó là nguyên nhân này. Dù cho hắn phạm sai lầm, nhưng là hắn dù sao cũng là một vị đại đế. Chẳng sợ yêu khuyết điểm tương đề, hắn cũng tội không đến chết. Nhưng mà hiện tại, Lâm Huyền lại như thế quát lớn một vị đại đế. Lâm Huyền, chú ý ngươi lời nói." Bên cạnh tổ 13 nhìn không được, mở miệng ngăn cả Lâm Huyền. Nhưng mà Lâm Huyền lại nhướng mày. Ta nói sai rồi sao?" Hắn hiện tại hành động hoàn toàn không xứng với đại đế này hai chữ. Có lẽ hắn đã từng cũng là một cái làm muôn vàn võ giả kính ngưỡng tồn tại. Nhưng là đương hắn muốn trốn tránh thời điểm, hắn cũng đã mất đi tư cách này về tư trời cao là hắn bảo đệ trời cao phạm sai lầm hắn cái này làm ca ca nên nghĩ cách đền bù về công trước mắt này hỏng bét cục diện là hắn một tay dẫn tới ở hoàn toàn nhổ tà võ phía trước hắn cho dù là lựa chọn tử vong cũng là tội nhân thiên cổ tội nhân thiên cổ lại là đỉnh đầu mũ khấu hạ tới làm ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người tinh tế phẩm vị một phen lâm huyền nói lại tựa hồ không có gì tật xấu bên cạnh trời cao trên mặt lộ ra một tia kích động chi xác lâm huyền lời này có lẽ là vì cứu lại vân mộng đại đế nhưng là cuối cùng hoạch ích giả lại là hắn chỉ cần vân mộng đại đế bất tử kia dù cho là chí tôn cũng không có khả năng đem hắn đánh chết nhưng là ta hiện tại không đến lựa chọn vân mộng đại đế nhìn nhìn trời cao ta bất tử hắn liền vô pháp đã chịu trừng phạt hắn càng là nói như vậy trời cao cũng liền càng thêm đắc ý liền trí tôn đều tìm không thấy phương pháp giải quyết bây giờ còn có ai có thể đánh chết hắn. Hoặc là làm vân mộng cái này kiệt xuất nhất đại đế vì hắn chôn cùng. Hoặc là bọn họ cũng chỉ có thể đem chính mình giam cầm lên. Nhưng mà liền ở hắn đắc ý thời điểm, Lâm Huyền lại lắc lắc đầu. Người có lựa chọn, ta có thể ma diệt trời cao linh hồn. Nghe thế câu nói, mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này là điên rồi sao? trời cao thực lực tuy rằng xa không bằng vân mộng nhưng là hắn lại cũng là một vị đại đế muốn ma diệt một vị đại đế linh hồn này như thế nào sẽ là một cái ngự không cảnh giới võ giả có thể làm được đâu mặc kệ lâm huyền có bao nhiêu thiên tài hắn rốt cuộc đều chỉ là một cái ngự không cảnh giới võ giả mà thôi ha 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 người tiểu tử này chỉ sợ là được thất tâm phong đi trời cao cười lớn một tiếng mặc dù ta đứng ở chỗ này làm ngươi sát, ngươi lại làm gì được ta? Tổ hoa chí tôn cũng là đầu tới nghi hoặc ánh mắt, chờ lâm huyền bên dưới. Linh hồn nói yếu ớt cũng yếu ớt, nhưng là muốn nói nó cường, nó lại cường lệnh người giận sôi. Thân thể bị đánh chết lúc sau, linh hồn tự nhiên cũng liền sẽ tiêu tán. Muốn vòng qua thân thể trực tiếp chu sát linh hồn. Loại này thủ đoạn thật đúng là không có nghe nói qua. Lâm Huyền, ngươi thực sự có biện pháp tổ 13 trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Lâm Huyền gật gật đầu. Bất quá là một cái linh hồn mà thôi, lại có gì khó? Giọng nói rơi xuống, hắn giơ tay một hoa, trước mặt hắn không gian liền bị xé rách. Thiên Tư Linh Phố, trời cao dẫn đầu phản ứng lại đây. Hắn nhìn hôm nay Tư Linh Phố, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thiên Tư Linh Phố vốn là thập phần thưa thớt, thân là tà điện điện chủ. Hắn tự nhiên biết thứ này chân quý. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Thiên Tư Linh phố so Cửu chuyển Đài sen còn muốn chân quý. Bất quá, chân chính làm hắn biểu hiện như thế, lại là hôm nay Tư Linh phố lai lịch. Chẳng sợ chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền đã nhận ra đây là nào đó Tà Điện Đại Đế thu tàng phẩm. Tà Điện bảo vật dừng ở Lâm Huyền trong tay, này đó là hắn vì này phẫn nộ nguyên nhân. Đang ở hắn phẫn nộ thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ một cái xấu xí quái vật từ thiên tư linh phố trung tễ ra tới, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một cái thứ bảy cảnh giới yêu thú, có thể mặt sát đại đế. Tổ 13 trên mặt tràn ngập nghi hoặc, lấy thực lực của hắn, tự nhiên không khó phát giác này phệ hồn thú chân chính thực lực. Nó thân thể chỉ có thể miễn cưỡng xem như cường hãn. Cùng hơi cường một ít thứ bảy cảnh giới yêu thú tương đối đều còn kém rất nhiều. Càng đừng nói là dùng để đối phó đại đế tổ hoa trí tôn nhưng thật ra không có mở miệng hắn chỉ là nhìn lâm huyền lẳng lặng mà chờ hắn bên dưới đây là phệ hồn thú lâm huyền mở miệng nói phệ hồn thú tuy rằng nhìn như hung hãn nhưng là đối với võ giả tới nói nó cũng không có cái gì giá trị hơn nữa thứ này thập phần hiếm thấy dù cho là hồn sư cũng không thấy đến nhận thức phệ hồn thú liền càng không cần phải nói là võ giả Vân Mộng Đại Đế càng là lộ ra nghi hoặc chi xác. Người khác chưa thấy qua, hắn nhưng thật ra đối này phệ hồn thú có chút ấn tượng. Nội môn đại bỉ thượng, Lâm Huyền liền đã từng bằng vào phệ hồn thú tới nghiền áp những đệ tử. Khác, lúc ấy hắn ở hỗn độn bên trong, đã từng gặp qua này phệ hồn thú. Chỉ là, thứ này có thể mạt sát linh hồn. Thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Lâm Huyền đối với tổ hoa trí tôn cúc một cung còn thỉnh trí tôn chế trụ hắn, vệ hồn thú thân thể dị thường yếu ớt. Tổ hoa trí tôn gật đầu, ở hắn khí thế áp bách dưới. Trời cao liền nhúc nhích một chút đều là loại hy vọng xa vời. Lâm huyền trong miệng truyền ra từng tiếng rồng ngâm, vệ hồn thú gật gật đầu. Hướng về trời cao chậm rãi đi qua. Vốn dĩ, trời cao trên mặt còn tràn ngập cười nhạo chi sắc. Nhưng mà đương vệ hồn thú hướng về hắn tới gần thời điểm, hắn lại không lý do khẩn trương lên bằng thứ này cũng muốn giết ta trời cao cười nhạo một tiếng nhưng là hắn này tiếng cười bất quá là cho chính mình thêm can đảm thôi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của chính mình đang ở run dày không ngừng cái loại này áp lực nguyên tự với linh hồn làm hắn có loại vô pháp chống cự cảm giác giống vệ hồn thú nổi giận gầm lên một tiếng hướng về trời cao nhào tới kia tiếng hô sau khi truyền ra ngay cả vân mộng đại đế cũng là không cấm run lên một chút phệ hồn thú bổ nhào vào trời cao bên cạnh bắt đầu điên cuồng cắn nuốt trời cao linh hồn nếu là trời cao đỉnh thời kỳ kia phệ hồn thú tự nhiên không làm gì được hắn nhưng là hiện tại ở cùng vân mộng đại đế nhiều năm trong chiến đấu linh hồn của hắn đã sớm đã trở nên tàn phá bất kham lúc này phệ hồn thú đủ để muốn hắn mệnh trời cao thân thể đang không ngừng phát run, hắn hồn lực ở điên cuồng trôi đi. Hiện tại, hắn thật sự sợ. Trước kia hắn sở dĩ không có sợ hãi, đó là chắc chắn trí tôn vô pháp đánh chết chính mình. Thật tới rồi tử vong giờ khắc này, hắn trong lòng đã bị sợ hãi lấp đầy. Người không thể làm như vậy. Hắn trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh vân mộng đại đế. ca, ca người muốn trơ mắt nhìn bọn họ giết chết ta sao? Chương 642 đại đế quy vị, trời cao đã sớm đã chết. Vân Mộng đại đế nhàn nhạt nói: "Từ ngươi trở thành tà điện điện chủ thời điểm, trên đời này liền không còn có trời cao người này." Nói xong lúc sau, hắn chuyển hướng về phía bên cạnh. Lúc này, trời cao hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của chính mình bị cắn nuốt. Cái loại này dần dần bị như tầm ăn lên tuyệt vọng, là bất luận kẻ nào đều lý giải không được. A à, cùng với hét thảm một tiếng, trời cao hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hắn ngã trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đại điện trung chỉ còn lại có trời cao gian nan tiếng hít thở. Trừ cái này ra không còn có bất luận cái gì thanh âm. Phệ hồn thú liền dường như là một cái động không đáy dường như. Nó cắn nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Nửa canh giờ qua đi, trời cao linh hồn bị hoàn toàn cắn nuốt kia cường đại thân thể cũng rốt cuộc là biến thành một cái vỏ rỗng. Vân mộng đại đế đứng ở nơi đó, sắc mặt thập phần phức tạp. Đa tạ sư phụ, dứt lời, hắn lại xoay người đối với lâm huyền thâm cúc một cung. Nếu không phải ngươi, ta đây có lẽ còn ở vào hỗn độn bên trong. Lâm huyền cười khẽ, đại đế nói quá lời, nếu không phải ngài đang âm thầm trợ giúp. Có lẽ ta cũng đã chết ở cửu u nơi. Ở cửu u nơi, đúng là kia ngọc như ý cứu lại tánh mạng của hắn. Cùng với nói hắn là ở trợ giúp Vân Mộng Đại Đế, chi bằng nói hắn là ở trợ giúp chính hắn. Thỉnh đại đế quy vị. Lâm Huyền thu hồi phệ hồn thú, mở miệng nói, Vân Mộng Đại Đế linh hồn vốn là bị bị thương nặng, nếu hắn lại thời gian dài lưu tại bên ngoài, chỉ sợ sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển hậu quả. Hiện tại trời cao linh hồn cũng đã bị đánh chết, kia tự nhiên không thể tiếp tục chậm trễ. Vân mộng đại đế gật đầu, đi tới hắn thân thể bên cạnh. Quang hoa chợt lóe, ngoài thân hóa thân ngã gục liền. Vân mộng đại đế chân thân cũng chậm rãi đứng lên. Một cổ kinh người khí thế từ trên người hắn phát ra. Lâm huyền cùng tổ 13 sôi nổi tránh lui. Đây mới là chân chính vân mộng đại đế. Chí tôn dưới đệ nhất nhân, này cũng không phải là nói nói mà thôi. Trên người hắn khí thế, không biết muốn so trời cao mạnh mẽ nhiều ít. Lâm Huyền trên mặt cũng lộ ra tự đáy lòng mỉm cười, đại đế quy vị, trí tôn sống lại. Kia muốn ứng đối cửu u nơi nguy cơ liền càng nhiều vài phần nắm chắc. Thật lâu sau, vân mộng đại đế khí thế mới dần dần bình ổn. Hắn nắm thật chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc. Bởi vì nhất thời đại ý, hắn thân thể cùng linh hồn chia lìa 300 năm. Hiện tại cũng cuối cùng là quy vị. Chí tôn, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo lâm huyền tiến lên trịnh trọng nói cửu u nơi ra vấn đề theo sau hắn đem chính mình ở cửu u nơi phát hiện từ đầu trí quấy nói ra ta ở cửu u nơi gặp một loại kỳ quái chủng tộc bọn họ sinh mệnh hình thể là chúng ta chưa bao giờ gặp qua ở cửu u nơi trung bộ ta còn phát hiện một cái kỳ quái vực sâu kia vực sâu chung có một loại cực đại trong mắt nghe lâm huyền nói xong lúc sau tổ hoa trí tôn sắc mặt trở nên dị thường khó coi ma tộc, hắn thấp giọng nói, không nghĩ tới, bọn họ lại là như vậy mau lại tới nữa. Hắn như thế phản ứng, nhưng thật ra có chút vượt qua lâm huyền tưởng tượng. Ngài hiểu biết cái này chủng tộc, tổ hoa trí tôn trầm ngâm thật lâu sau, lắc lắc đầu. Chưa nói tới hiểu biết, chỉ là đã từng cùng chi chiến đấu quá. Lúc này, ngay cả vân mộng đại đế cũng lộ ra tò mò chi sắc. Có chút đồ vật ở điển tịch chung là tìm không thấy ghi lại tỉ như thiên ngoại thế giới tồn tại. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Huyền ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thiên ngoại thế giới, cho dù là vân mộng đại đế, cũng chưa bao giờ nghe qua cái này cách nói. Thiên nguyên đại lục ở ngoài rốt cuộc có bao nhiêu thế giới, không có người biết. Quá vãng ngàn vạn năm gian, đã từng có không ít chủng tộc xâm lấn hôm khác nguyên đại lục. Trường cánh cánh nhân tộc, so yêu thú càng thêm giữ tợn quái vật ma tộc đó là một trong số đó, cũng là xâm lược tính mạnh nhất một chủng tộc. Lâm Huyền nghiêng tai lắng nghe tổ hoa trí tôn theo như lời. Là thần Sơn Trung chưa từng ghi lại quá đồ vật. Năm vạn năm trước, ma tộc liền đã từng xuất hiện quá, bọn họ đại quy mô xâm lấn. Thậm chí suýt nữa điên đảo thiên nguyên đại lục. Cuối cùng ở nhiều mặt thế lực liên thủ dưới, mới thực miễn cưỡng đưa bọn họ đánh lui. Tổ hoa trí tôn trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng lâm huyền trầm mặc không nói hắn không nghĩ tới thiên nguyên đại lục thế nhưng còn có như vậy một đoạn lịch sử muốn hay không ta đi xem xét một phen vân mộng đại đế mở miệng hỏi ta đối cửu u nơi cũng có một ít hiểu biết đi xem xét lại thích hợp bất quá tổ hoa chí tôn trầm ngâm thật lâu sau lắc lắc đầu vẫn là ta tự mình đi tương đối hảo người muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo dưỡng thương nếu tương lai thật sự có một hồi chiến tranh nói vậy ngươi cần thiết muốn khôi phục đến đỉnh ta không ở trong khoảng thời gian này trong tông môn sở hữu sự vụ ngươi đều phải một mình gánh chịu vân mộng đại đế gật đầu trí tôn tự mình tiến đến tự nhiên là tốt nhất nếu gặp liền vân mộng trí tôn đều không thể giải quyết vấn đề kia đi nhiều ít đại đế đều không có tác dụng công đạo một phen lúc sau tổ hoa trí tôn liền xoay người rời đi vân mộng đại đế mang theo lâm huyền rời đi đại điện ta biết thân phận của ngươi không giống bình thường giống nhau khen thưởng cũng chưa chắc có thể vào được ngươi mát một khi đã như vậy ta đây liền tự chủ trương đưa ngươi một kiện lễ vật bảo đảm ngươi vừa lòng hắn lời này nhưng thật ra làm lâm huyền tò mò lên lâm huyền cũng không có nóng lòng dò hỏi chỉ là lẳng lặng mà chờ vân mộng đại đế hồi đáp vân mộng đại đế mang theo hắn bay đến trời cao bên trong trên người ngưng tụ ra một cổ lệnh người khiếp sợ lực lượng lâm huyền mạnh mẽ ổn định thân hình đứng ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn hắn không bao lâu vân mộng đại đế trên người xuất hiện một cổ thổ hoang sắc quang mang thổ chi quy tắc lâm huyền trên mặt tràn đầy khiếp sợ lâm huyền chính mình cũng là thổ chi quy tắc khống chế giả hắn tự nhiên hiểu biết loại này lực lượng chỉ là hắn vẫn là có chút không rõ vân mộng đại đế muốn làm cái gì liền ở hắn nghi hoặc thời điểm trước mặt trong hư không hiện lên một đạo quang mang một đoàn hòn đất ở chậm rãi ngưng tụ kia hòn đất thủy vừa xuất hiện liền bắt đầu lấy thập phần khủng bố tốc độ tăng trưởng bất quá chớp mắt công phu này hòn đất thế nhưng cũng đã mở rộng tới rồi ngàn trượng phạm vi thấy như vậy một màn dù cho là lâm huyền cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối phù không đảo hắn trong đầu hiện ra như vậy cái chữ xem bộ dáng này vân mộng đại đế hiển nhiên là ở sáng tạo một tòa phù không đảo kia phù không đảo đã thành hình ở đại đế sức mạnh to lớn dưới nó phiêu phù ở không trung ầm 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 ở một trận tiếng gầm rú chung phù không trên đảo xuất hiện một mảnh cung điện đàn đây là đại đế thủ đoạn bất quá chớp mắt công phu liền xây lên một tòa như thế đồ sộ cung điện đàn vừa lòng sao vân mộng đại đế cười cười Phù không trên đảo thực thích hợp tu luyện, người có thể bằng vào chính mình sở khống chế quy tắc ở mặt trên sáng tạo một ít đồ vật. Mặt khác, ở không có đạt được ngươi cho phép phía trước. Bất luận kẻ nào đều không thể mạnh mẽ xâm nhập phù không đảo bên trong, bao gồm ta ở bên trong. Lâm Huyền nhìn phù không đảo, trên mặt cũng lộ ra một tia khác thường biểu tình. Chương 643 độc đáo khen thưởng. Này nhưng không chỉ là một tòa đảo nhỏ đơn giản như vậy. Chí tôn điện phủ chung, chân chính có được phù không đảo người đã thiếu càng thêm thiếu. Đại đế, chí tôn. Rất nhiều trưởng lão tuy rằng cũng đều từng người khống chế phù không đảo. Lại cũng chỉ là khống chế mà thôi. Cho bọn hắn phù không đảo là vì làm cho bọn họ đào tạo đệ tử. Không chút nào khoa trương nói, đại đế dưới có thể một mình chiếm cứ một cái phù không đảo. Cũng chỉ có lâm huyền một người lâm huyền nhíu mày nhìn đại đế trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc đại đế ta gần nhất ra nổi bật đã đủ nhiều nếu ngươi lại đưa ta một tòa phù không đảo bị người có tâm phát hiện chỉ sợ sẽ cho người mượn cớ nhưng mà vân mộng đại đế lại lắc lắc đầu nếu là bình thường đệ tử khống chế một tòa phù không đảo kia đương nhiên là có vấn đề nhưng là nếu ngươi là một vị trưởng lão kia tự nhiên cũng liền không có người sẽ nói cái gì nếu bị người ngoài nghe được không biết sẽ có cảm tưởng thế nào lâm huyền không chỉ có có thể có được một tòa phù không đảo còn sắp trở thành một vị trưởng lão tự trí tôn điện phủ tồn tại tới nay đây đều là chưa từng từng có tiền lệ dù cho là thứ bảy cảnh giới cường giả phải làm trí tôn điện phủ trưởng lão cũng muốn trải qua tầng tầng tiền chọn lâm huyền đích xác thiên tài vô cùng nhưng là hắn rốt cuộc chỉ là cái ngự không cảnh giới võ giả không cần chối từ ngươi phải tin tưởng chính mình vân mộng đại đế vỗ vỗ lâm huyền bả vai lâm huyền cũng không phải do dự không quyết đoán tính cách nếu đại đế đều nói đến cái này phần thượng kia hắn lại chối từ liền có vẻ có chút dối trá hảo lâm huyền gật đầu đồng ý ta sẽ sai người nghĩ một phần thông cáo chiêu cáo toàn bộ trí tôn điện phủ giọng nói rơi xuống vân mộng đại đế đi ở phía trước ở phù không trên đảo hạ xuống Lâm Huyền cũng theo đi lên, đánh giá trước mắt này thuộc về chính mình phù không đảo. Người có phải hay không rất tò mò, ta cùng trời cao chi gian sự tình. Vân Mộng Đại Đế thấp giọng nói. Lâm Huyền gật đầu, trời cao đã chết nhưng là hắn trong lòng lại vẫn là có chút nghi hoặc. Tỉ như Vân Mộng Đại Đế cùng trời cao chi gian này 300 năm tới rốt cuộc là thế nào quan hệ? Lại tỉ như, Vân Mộng Đại Đế lại là như thế nào cứu vớt chính mình? vân mộng đại đế hơi hơi giơ tay trên mặt đất liền xuất hiện bàn đá ghế đá hai người ngồi xuống lúc sau vân mộng đại đế mới mở miệng nói trời cao là ta bảo đệ chúng ta hai người cùng trưởng thành cùng gia nhập trí tôn điện phủ kia ước chừng là hai vạn năm trước sự tình đi chúng ta hai người đồng thời thông qua khảo hạch trở thành nội môn đệ tử khi đó chúng ta còn thực nhược trải qua một phen khổ tu chúng ta hai người từ nội môn đại bỉ trổ hết tài năng tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản nói mấy câu lâm huyền lại có thể cảm nhận được này trong đó gian nan cái kia thời đại trí tôn điện phủ cùng hiện tại bất đồng trở thành nội môn đại bỉ xuất sắc giả lúc sau tiếp kiến chúng ta đó là sư phụ ta tổ hoa trí tôn đó là ta lần đầu tiên nhìn đến trí tôn trong lòng vui sướng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được nhưng mà sư tôn quyết định lại là ai đều không có nghĩ đến ba người bên trong hắn lựa chọn thu ta vì đồ đệ lâm huyền gật đầu hắn có thể tưởng tượng ra cái loại này cảnh tượng ngự không cảnh giới tu giả đột nhiên bị một vị trí tôn thu làm đệ tử này quả thực là tưởng cũng không dám tưởng trở thành đệ tử người vui sướng không có bị lựa chọn người trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra một ít bất mãn chỉ đổ thừa ngay lúc đó ta quá tuổi nhỏ trở thành trí tôn thân truyền đệ tử lúc sau ta bắt đầu rào rạt đắc ý lên, lại một chút không có bận tâm đến trời cao cảm thụ. Đều là bởi vì ta đại ý, làm trời cao trong lòng dần dần sinh ra một ít phẫn uất. Chờ ta trở thành đại đế, muốn cùng trời cao chia sẻ ta vui sướng khi lại phát hiện hắn đã rời đi trí tôn điện phủ. Từ kia lúc sau, ta cùng hắn liền mất đi liên lạc, chờ ta tái kiến hắn thời điểm. Đã là 300 năm trước. 300 năm trước, tà võ dị thường hung hăng ngang ngược, ở tà điện điện chủ dẫn dắt hạ. Bọn họ hủy diệt mấy cái đỉnh cấp thế lực. Ta tự mình ra tay muốn hủy diệt tà điện, nhưng là lại không nghĩ rằng. Tà điện điện chủ thế nhưng là ta bảo đệ. Nói lời này thời điểm, vân mộng đại đế trên mặt lộ ra một tia tự diễu tê cười. Ta thành đại đế, ta huynh đệ cũng bước ra này một bước, chỉ là bởi vì ta đại ý. Hắn lại đi lên đường tà đạo lâm huyền mặc không lên tiếng nghe vân mộng đại đế tiếp tục giảng thuật chính mình chuyện xưa đại chiến lúc sau ta bổn ứng thân thủ đem hắn đánh chết nhưng là ở hắn sắp chết đi thời điểm ta lại mềm lòng ta dùng bí pháp đem linh hồn của hắn bảo lưu lại xuống dưới hơn nữa đem này dung nhập tới rồi ta trong cơ thể chỉ là ta không nghĩ tới hắn thế nhưng thừa dịp ta chữa thương thời điểm xâm chiếm ta thân thể 300 năm tới, ta tuy rằng cũng từng mấy lần đoạt lại thân thể, nhưng là bởi vì sợ hãi sư tôn sẽ thương tổn hắn, cho nên ta vẫn luôn đều không có đã nói với bất luận kẻ nào. Cho tới bây giờ, khi ta phát hiện hắn đã không còn là ta quen thuộc bào đệ. Hắn nội tâm tràn ngập tà ác thời điểm, ta linh hồn đã không đủ để lại đi cùng hắn chiến đấu. Nội môn đại bỉ thượng, hắn khó được lâm vào ngủ say bên trong ta mới có thể bắt lấy cơ hội này, tìm được ngươi. Lâm Huyền thở dài một tiếng, hắn trong lòng nghi hoặc cũng rốt cuộc là giải khai. Kỳ thật sẽ phát sinh những việc này, hoàn toàn là vân mộng đại đế gieo gió gặt bão. Nhưng là chuyện này nếu phát sinh ở trên người mình. Ai có thể nói chính mình có thể lý trí xử lý đâu. Đem những việc này nói ra lúc sau, trong lòng thoải mái nhiều. Vân mộng đại đế nhẹ nhàng thở ra, chính chính nhan sắc ta sẽ đem ngươi ngoài thân hóa thân chữa trị ba ngày lúc sau cho ngươi đưa tới giọng nói rơi xuống hắn xoay người rời đi lâm huyền đứng ở nơi đó thật lâu sau mới xoay người tiến vào đại điện trung bắt đầu rồi tu luyện nửa ngày lúc sau một cái tin tức truyền khắp toàn bộ trí tôn điện phủ ta điện điện chủ mưu đồ bí mật phá hư trí tôn điện phủ đã bị vân mộng đại đế đánh chết lâm huyền ở chu sát tà điện điện chủ trong quá trình có kỳ công từ hôm nay trở đi lâm huyền đảm nhiệm trưởng lão trước này tin tức thực đoàn nhưng là lại lệnh người chấn động lâm huyền trưởng lão bất luận kẻ nào đều không thể đem này hai người liên hệ đến cùng nhau lâm huyền thiên phú đích xác rất mạnh hắn tương lai thành tựu cũng tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể tưởng tượng nhưng là hắn thiên phú lại như thế nào cao rốt cuộc còn chỉ là một cái ngự không cảnh giới võ giả. Làm một cái ngự không cảnh giới võ giả, phá cách đảm nhiệm trưởng lão trước. Đây là chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Tức khắc, Lâm Huyền tên lại lần nữa trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Đối với này tin tức trí tôn điện phủ chung rất nhiều đệ tử trưởng lão cũng là ôm bất đồng cái. Nhìn, đông đảo đệ tử đối này nhưng thật ra dị thường hưng phấn, Lâm Huyền quật khởi làm cho bọn họ thập phần xem trọng chính mình tương lai. Mặc dù bọn họ không thể giống Lâm Huyền giống nhau, lấy ngự không cảnh giới tu vi trở thành trưởng lão kia tương lai theo bọn họ cảnh giới đề cao. Cũng có thể ở trí tôn điện phủ chung có một cái thực không tồi thân phận. Lâm Huyền ngang trời xuất thế, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Nhưng mà, rất nhiều trưởng lão đối này lại là rất có một ít dị nghị. mươi 644 Tân nhiệm trưởng lão lâm huyền trở thành trưởng lão ngày hôm sau liền có trưởng lão đưa ra phản đối ý kiến trong đó có mấy cái cấp tiến giả thậm chí chủ động tìm kiếm đại đế yêu cầu triệt hồi lâm huyền trưởng lão chức vị làm trưởng lão nhưng không chỉ là có thiên phú là được thân là một cái trưởng lão không chỉ có muốn thực lực của chính mình cường đại còn phải đối tông môn có cũng đủ cống hiến mới có thể lâm huyền đích xác rất mạnh hắn tương lai thành tựu không thể hạn lượng nhưng là thân là một cái xuôi gió xuôi nước thiên tài. Hắn tu luyện phương thức có không cấp bình thường đệ tử mang đến chỗ tốt. Ngắn ngủn mấy ngày chi gian, yêu cầu Lâm Huyền từ nhiệm trưởng lão thế nhưng liền có gần trăm. Người, bọn họ yêu cầu rất đơn giản. Lâm Huyền lập hạ kỳ công, cho hắn bất luận cái gì khen thưởng đều không quá. Nhưng là có không đảm nhiệm trưởng lão chức lại còn còn chờ thương thảo đối nay, Vân Mộng Đại Đế vẫn chưa làm ra qua bất luận cái gì giải thích. Lâm Huyền trở thành trưởng lão tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài. Từ đồ nam được đến tin tức lúc sau, lập tức liền đuổi trở về. Nếu Lâm Huyền đều đã thành trưởng lão rồi, kia tự nhiên không có người sẽ vì khó hắn. Hắc hắc, mấy tháng không thấy, Lâm tiểu tử ngươi thành tựu chính là càng ngày càng kinh người. a à, từ đồ nam trên mặt như cũ tràn đầy đáng khinh biểu tình không nghĩ tới ngươi đều biến thành trưởng lão rồi đối này lâm huyền nhưng thật ra không nói gì thêm trưởng lão này hai chữ hắn nhưng thật ra không có quá mức để ý nhưng là nếu vân mộng đại đế đã đem chính mình đẩy đến vị trí này thượng kia hắn tự nhiên muốn đem này làm tốt ta xem đây là đại đế tự cấp ngươi tạo thế a à? vân mộng đại đế tuy rằng không có hồi đáp bọn họ lại cũng không có nói này trưởng lão vị trí phi ngươi không thể nếu ngươi vẫn là cất giấu không chịu lấy ra một ít thành tích chỉ sợ đại đế quyền uy sẽ đã chịu nghi ngờ từ đồ nam nhíu mày mở miệng nói lâm huyền gật gật đầu hắn lại như thế nào sẽ không biết điểm này đâu rất nhiều trưởng lão sở hoài nghi đơn giản chính là hắn có thể hay không giáo dục hảo đệ tử nếu bọn họ hoài nghi kia chính mình đánh mất bọn họ hoài nghi là được giúp ta thả ra tin tức ta muốn thu đồ đệ Lâm Huyền trầm tư một lát, mở miệng nói. Nghe được lời này, Tư Đồ Nam ngẩn ra một chút, ngay sau đó liền kích động lên. "Tiểu tử ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt." Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đối Lâm Huyền hiểu biết càng nhiều cũng liền càng kính sợ. Lâm Huyền một thân sở học chủng loại phồn đa, từ y thuật đến độc thuật, từ tâm pháp đến võ kỹ. Càng khó có thể đáng quý chính là, hắn không chỉ có riêng là có điều đọc qua đơn giản như vậy mà là ở này đó phương diện thật sự có cực cao tạo nghệ nếu lâm huyền thu đồ đệ kia hắn tất nhiên có thể dạy dỗ ra một đám đồng dạng quái vật lâm huyền gật gật đầu không cần quá nhiều trước thu ba năm cái đi từ đồ nam nhíu mày ba năm cái này có thể hay không có chút quá ít phải biết rằng bất luận cái gì một cái trưởng lão môn hạ đều ít nhất có gần trăm tên đệ tử như thế dù cho bọn họ chung có đại đa số đều không nên thân trung quy vẫn là có thể ra mấy cái thiên tài chẳng sợ chỉ có một thiên tài cũng đủ để cho bọn họ có một cái lấy đến ra tay thành tích lâm huyền rốt cuộc chuyển biến tư tưởng muốn thu đồ đệ điểm này tư đồ nam tự nhiên rất là vui vẻ nhưng là ba năm cái đệ tử có thể có ích lợi gì đâu nếu lâm huyền trước sau không thu đồ kia mặt khác trưởng lão nhiều nhất cũng chính là nghi ngờ thôi nhưng mà nếu lâm huyền thu đồ đệ cuối cùng lại không có lấy đến ra tay đệ tử kia này tất nhiên sẽ trở thành rất nhiều trưởng lão công kích hắn điểm mấu chốt có thể hay không quá ít tư đồ nam mở miệng hỏi lâm huyền lại chỉ là cười khẽ không có cấp ra bất luận cái gì trả lời tư đồ nam thấy thế thở dài một tiếng xoay người rời đi hắn thực hiểu biết lâm huyền tính cách chỉ cần là lâm huyền quyết định sự tính kia mặc kệ là ai đều thay đổi không được. Tân nhiệm trưởng lão muốn thu đồ đệ. Này tin tức thực mau liền ở trí tôn điện phủ trung truyền khai. Ai đều biết Lâm Huyền là cái thiên tài. Nhưng là lại có ai có thể bảo đảm Lâm Huyền là cái thích hợp sư phụ đâu. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ nghe nói hắn thu quá đồ đệ. Huống chi, hắn còn như thế tuổi trẻ, thật sự có thể giáo hảo đồ đệ sao? Tuy rằng tất cả mọi người rất tò mò nhưng là chân chính tiến đến bái sư người lại là một cái đều không có. Mặt khác trưởng lão càng là sôi nổi chờ xem Lâm Huyền chê cười. Thật là một bước lạn cơ. Có người như thế đánh giá Lâm Huyền. Nếu hắn có thể ngăn chặn chính mình tính tình, chờ hắn bước vào thứ bảy cảnh giới lúc sau. Tự nhiên cũng liền không có người dám nói cái gì. Nhưng là hắn ở ngay lúc này lựa chọn thu đồ đệ. Kia không thể nghi ngờ là ở đem chính mình hướng tiệt lộ thượng bước dù cho thật sự có đệ tử bái nhập hắn môn hạ kia hắn cũng là thất bại. Như thế đánh giá không chỉ là một người, cơ hồ mỗi cái trưởng lão đều là như thế đánh giá. Nhưng mà, Lâm Huyền lại hoàn toàn không để bụng người khác ánh mắt. Chẳng sợ tư đồ nam nhiều lần nhắc tới, hắn cũng vẫn là khăng khăng chỉ thu ba năm cái đệ tử. Năm ngày thời gian trôi qua, quan vọng người tuy rằng không ít. Lại trước sau đều không có người tiến đến bái sư nói đến cùng bọn họ vẫn là đối lâm huyền năng lực có chút hoài nghi lâm tiểu tử vẫn luôn háo cũng không phải là cái biện pháp không bằng ngươi tự mình đi chọn lựa đệ tử nếu bọn họ thấy được ngươi thủ đoạn tự nhiên sẽ động tâm nhưng mà lâm huyền lại vẫn là không nóng nảy đã nhiều ngày thời gian hắn quá đến thập phần nhàn nhã trừ bỏ tu luyện chính là nghỉ ngơi lâm huyền hoàn toàn không có đem thu đồ đệ sự tình để ở trong lòng lâm huyền uống một ngụm linh trà trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nhàn nhã thần sắc tùy duyên là được hắn lời này làm tư đồ nam sắc mặt nháy mắt liền đen tùy duyên này đều khi nào lâm huyền thế nhưng còn nghĩ tùy duyên tư đồ nam đã khuyên lâm huyền rất nhiều lần nhưng là nếu chính hắn đều như thế không để bụng tư đồ nam lại như thế nào sốt ruột cũng chưa dùng thời gian từng ngày trôi đi lâm huyền lại vẫn là không có thu được đệ tử mặt khác trưởng lão sôi nổi bắt đầu cười nhạo hắn lâm huyền cố nhiên là cái thứ nhất ngự không cảnh giới trưởng lão nhưng là hắn cũng là cái thứ nhất thu không đến đồ đệ trưởng lão ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ hắn còn chờ đại đế cho hắn đưa tới mấy cái đệ tử kỳ ai biết được vạn nhất có đại đế thân truyền đệ tử tiến đến bái sư chúng ta đây cũng ngăn không được không phải mọi việc như thế thanh âm, tràn ngập ở các góc. Nhưng mà này đó cười nhạo thanh âm, lại không có làm Lâm Huyền có bất luận cái gì khẩn trương cảm giác. Lại là 10 ngày, ngay cả đồ nhất minh đều xem bất quá đi. Trở lại trí tôn điện phủ lúc sau ở, hắn liền trực tiếp đi tới Lâm Huyền phù không đảo. Lâm Huyền còn đang đợi cái gì? Những cái đó trưởng lão đã liên danh thỉnh cầu đại đế bãi miễn Lâm Huyền lại như vậy đi xuống liền sư tôn cũng không giữ được hắn tư đồ nam nhún vai đừng hỏi ta hắn là nghĩ như thế nào không có người biết đồ nhất minh không cấm khóc cười ra tiếng lập tức mở miệng hỏi hắn hiện tại ở nơi nào tư đồ nam chỉ chỉ cách đó không xa mật thất hắn đã đem chính mình khóa ở mật thất chung ba ngày ai cũng không biết hắn đang làm cái gì liền ở tất cả mọi người chờ xem Lâm Huyền chê cười thời điểm, rốt cuộc có đệ tử làm ra nếm thử. mươi 645 Thượng quan Văn Yến Xin hỏi, là ở chỗ này bái sư sao? Một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm xuất hiện ở phù không trên đảo. Nghe thế thanh âm, đồ nhất minh cùng tư đồ nam đều ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn lại, một cái gầy yếu nam hài nhi đang đứng ở nơi đó. Sợ hãi rụt rè nhìn bọn họ hai cái. Nhìn đến người này lúc sau, mặc kệ là đồ nhất minh vẫn là tư đồ nam. Đều không cấm cười khổ một tiếng. Như vậy đệ tử, dù cho là đại đế tự mình tới dạy dỗ, lại có thể có cái gì hiệu quả đâu. Võ đạo tuy rằng không lấy hình thể luận mạnh yếu. Nhưng là hình thể cùng thực lực chi gian lại vẫn là có một ít liên hệ. Tu luyện trong quá trình, võ giả thân thể sẽ không ngừng bị thiên địa linh khí cải tạo. Càng thêm thích hợp chiến đấu. Nhưng mà trước mắt người này đâu? Hắn so thường nhân muốn thấp hai cái đầu bộ dáng hơn nữa dị thường gầy yếu. Đều đã bước vào ngự không cảnh giới vẫn là như thế thể chất. Có thể thấy được này nam hài nhi thiên phú có bao nhiêu kém. Trước tiên ở nơi này chờ thượng một đoạn thời gian đi. Từ đồ nam trầm ngâm thật lâu sau mới mở miệng nói. Này nam hài nhi thiên phú thực sự là có chút quá kém hắn thậm chí muốn thế Lâm Huyền cự tuyệt rớt cái này đệ tử. Ngươi tên là gì? Đồ Nhất Minh mở miệng hỏi. Nam Hải Nhi buông xuống đầu thật lâu sau mới mở miệng nói. Thượng quan, thượng quan Văn Yến. Đồ Nhất Minh lập tức liền trừng lớn hai mắt. Người chính là thượng quan Văn Yến. Thấy hắn phản ứng như thế kịch liệt thượng quan Văn Yến đầu rũ càng thấp. Từ đồ nam sắc mặt cũng càng thêm khó coi, hắn nhìn thượng quan Văn Yến, thở dài một tiếng lâm huyền này vận khí thật đúng là không phải giống nhau kém cỏi hoặc là thu không đến đồ đệ thu tới đồ đệ cũng là như thế mặt hàng thượng quan văn yến ở toàn bộ trí tôn điện phủ đều là có tiếng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn thanh danh thậm chí so lâm huyền còn muốn vang dội chỉ là hắn cùng lâm huyền có rất lớn bất đồng lâm huyền thành danh là bởi vì hắn thiên phú kinh người mà thượng quan văn yến thành danh còn lại là bởi vì hắn thiên phú thật sự là quá kém. Thượng quan Văn Yến tuy rằng nhìn qua như là cái tiểu hài tử giống nhau. Nhưng là hắn cũng đã tiến vào trí tôn điện phủ mười mấy năm. Mười mấy năm trước, hắn lúc ban đầu tiến vào trí tôn điện phủ thời điểm. Liền đã bước vào ngự không cảnh giới. Lúc ấy sở hữu trưởng lão đều cho rằng đây là một cái không thế thiên tài. Sôi nổi cướp muốn đem hắn thu vào môn hạ bái sư lúc sau, có quan hệ với hắn đồn đãi liền truyền lưu ra tới. Thượng quan Văn Yến đi theo nào đó trưởng lão tu luyện 10 năm, nhưng là 10 năm tới. Hắn tu vi không có bất luận cái gì đề cao. Cho dù là dùng cự lượng linh dược trồng chất, hắn cũng trước sau đều là dừng chân tại chỗ. Phát hiện này, làm kia trưởng lão nản lòng thoái chí cuối cùng đem hắn trục xuất sư môn theo sau mấy năm chung, thượng quan văn yến phía trước phía sau thay đổi năm sáu cái trưởng lão. Bái sư, nhưng là mặc kệ đổi thành cái nào trưởng lão. Hắn tu vi đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Cuối cùng, thượng quan văn yến bất đắc dĩ về tới ngoại môn. Từ kia lúc sau, thượng quan văn yến liền ở trí tôn điện phủ trung nổi danh. Không nghĩ tới lâm huyền tiên bố thu đồ đệ lúc sau. Cái thứ nhất tìm tới môn tới thế nhưng là thượng quan văn yến thượng quan văn yến hiển nhiên biết người ngoài đối chính mình cái nhìn hắn tìm cái góc đứng ở nơi đó buông xuống đầu trước sau đều không có nói chuyện tin tức này thực mau liền bị những cái đó chờ xem lâm huyền chê cười trưởng lão biết được bọn họ sôi nổi phái đệ tử tiến đến chờ xem lâm huyền chê cười ha 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 lâm huyền này cũng coi như là trời dáng tai họa bất ngờ a à? cái thứ nhất bái sư thế nhưng sẽ là thượng quan văn yến này đi nơi nào nói rõ lý lẽ đâu lời nói cũng không thể nói như vậy rốt cuộc lâm huyền là bị vân mộng đại đế coi trọng người vạn nhất hắn thật sự có biện pháp đâu biện pháp này mười mấy năm qua chúng ta biện pháp gì không nghĩ tới thượng quan văn yến căn bản là không phải cái tu luyện mầm cái này phỏng tay khoai lang ta đảo muốn nhìn hắn có thể làm sao bây giờ thượng quan văn yến bái sư, trong lúc nhất thời thành mọi người trò cười. Lâm Huyền nếu cự tiệt thu hắn vì đồ đệ, kia hắn chỉ sợ còn muốn thời gian rất lâu thu không đến đồ đệ. Nhưng là nếu Lâm Huyền cắn răng nhận lấy kia đã có thể xuất sắc. Chí tôn điện phủ đệ nhất thiên tài, thu chí tôn điện phủ đệ nhất đồ ngu vì đồ đệ. Chẳng lẽ còn có thể sát ra cái gì không giống nhau hỏa hoa sao? Sau đó mấy ngày, Lâm Huyền phù không đảo bên ngoài tụ tập đại lượng đệ tử. Bọn họ phần lớn đều là mặt khác trưởng lão phái tới tay mắt. Muốn nhìn xem Lâm Huyền là như thế nào quyết định. Này trong đó cũng có một ít buồn bực thất bại đệ tử. Bọn họ cùng thượng quan văn yến giống nhau tư chất bình thường. Trước sau đều không có trưởng lão nguyện ý thu bọn họ vì đồ đệ. Ước chừng 7 ngày thời gian, Lâm Huyền mới từ mật thất trung đi ra người cuối cùng ra tới. Tư đồ nam lập tức liền thấu lại đây. Cái này phỏng tay khoai lang, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngay sau đó, hắn đem thượng quan văn yến tình huống nói cho Lâm Huyền. Nghe hắn nói xong lúc sau, Lâm Huyền sắc mặt chưa biến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phù không đảo chung quanh, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nhiều người như vậy chờ xem ta chê cười sao? Một khi đã như vậy, vậy nhận lấy hảo. Tư đồ nam gật gật đầu. Ta cũng là ý tứ này, nếu ngươi thật sự nhận lấy hắn. Cái gì, ngươi muốn nhận lấy thượng quan văn yến? Tư đồ nam trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi có phải hay không điên rồi? Biết rõ hắn cái dạng này, ngươi thế nhưng còn muốn nhận lấy hắn. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng. Bất quá là thu cái đồ đệ mà thôi, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Theo sau, hắn chậm rãi đi hướng thượng quan văn yến. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Thượng quan Văn Yến ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, chợt liền lại cúi đầu. Thật lâu đều không có nói chuyện. Nhiều lần bị trục xuất sư môn lúc sau, hắn sớm đã bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình năng lực. Hắn cũng biết chính mình hiện tại tới cửa sẽ làm mặt khác trưởng lão xem lâm huyền chê cười. Nhưng là nếu hắn lại tìm không thấy một cái sư phụ. kia hắn ở trí tôn điện phủ cũng liền ở không nổi nữa trả lời ta. Lâm Huyền mở miệng nói, ta không thể bảo đảm ngươi tương lai có thể đặt chân võ đạo đỉnh. Nhưng là ta có thể làm những cái đó đã từng khinh thường người của ngươi. Ở ngươi trước mặt vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Thượng quan Văn Yến lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Không bao giờ sẽ có người khinh thường ta. Lâm Huyền gật đầu, không bao giờ sẽ nghe được lời này thượng quan văn yến thân thể ở hơi hơi run rẩy hắn hốc mắt đã đỏ cắn cắn môi thình thịch một tiếng ở lâm huyền trước mặt quỳ xuống phanh 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 thượng quan văn yến quỳ trên mặt đất cung cung kính kính dập đầu ba cái lại ngẩng đầu thời điểm hắn trên trán thế nhưng tràn đầy vết máu hắn không phải cái loại này mồm miệng lanh lợi người không hiểu đến như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng cảm kích thượng quan văn yến này nhất bái chung quanh một mảnh ồ lên lâm huyền thế nhưng thật sự nhận lấy thượng quan văn yến các đệ tử đều ngây ngẩn cả người nên nói lâm huyền tâm địa hảo hay là nên nói hắn quá mức tự phụ thu thượng quan văn yến vì đồ đệ cùng tịch thu có cái gì khác nhau sao không vẫn là có khác nhau không thu thượng quan văn yến nói lâm huyền không đến mức thua thảm như vậy một ít nguyên bản còn chờ cười nhạo Lâm Huyền trưởng lão sôi nổi từ bỏ, ở bọn họ xem ra. Cười nhạo Lâm Huyền đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chương 646 phức tạp nan đề. Vây xem người đã tan đi hơn phân nửa, Tư Đồ Nam nhìn Lâm Huyền không ngừng cười khổ. Lâm Huyền thật là cái thiên tài, lại không chịu nổi thượng quan văn yến là cái đồ ngu a. À. Trí Tôn Điện phủ là võ giả thánh địa, cơ hồ các đệ tử ở tiến vào trí Tôn Điện phủ lúc sau đều siêu việt chính mình nguyên bản cực hạn nhưng mà duy độc thượng quan văn yến là cái trường hợp đặc biệt hắn tiến vào trí tôn điện phủ lúc sau thực lực không còn có bất luận cái gì tăng lên nếu hắn chỉ đã bái một cái trưởng lão kia còn có thể nói là hắn không có tìm được danh sư vị kia trưởng lão dạy dỗ phương thức không đúng nhưng là này mười mấy năm chung hắn thay đổi không biết nhiều ít trưởng lão đổi lấy đổi đi đều không có bất luận cái gì biến hóa Lâm Huyền, ngươi cái này thật đúng là có phiền toái a? À, từ đồ Nam đi đến Lâm Huyền bên cạnh cười khổ mà nói nói. Nhưng mà Lâm Huyền lại không thèm để ý, hắn nâng dậy thượng quan Văn Yến nhàn nhạt nói: nếu bái nhập ta môn hạ, vậy phải làm ăn ngon khổ chuẩn bị. Thượng quan Văn Yến không chút do dự gật gật đầu: ngài yên tâm, ta không sợ chịu khổ. Lâm Huyền đạm nhiên cười chỉ chỉ cách đó không xa mật thất đi thử thử xem đi xem ngươi có thể ở bên trong kiên trì bao lâu nghe hắn nói như vậy thượng quan văn yến không chút do dự đi vào cùng với một trận tiếng gầm rú mật thất đại môn theo tiếng đóng lại vây xem mọi người sôi nổi tan đi những cái đó muốn bái nhập lâm huyền môn hạ đệ tử cũng không có lưu lại bọn họ cũng tưởng tượng thượng quan văn yến giống nhau bái sư rồi lại có chút hoài nghi lâm huyền năng lực thiên tài chi lộ vô pháp phục chế, Lâm Huyền là cái thiên tài. Nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn sẽ là một cái đủ tư cách sư phụ. Ở thượng quan Văn Yến lấy ra một ít thành tích phía trước. Bọn họ vẫn là muốn châm trước một phen. Người thật sự nhận lấy thượng quan Văn Yến. Nhưng vào lúc này, đồ nhất minh tới rồi. Trên mặt hắn tràn đầy khó hiểu chi sắc. Người có biết hay không thượng quan Văn Yến tư chất? Nhận lấy hắn lúc sau, người tình cảnh sẽ càng thêm phiền toái lúc này to như vậy phù không trên đảo chỉ còn lại có bọn họ ba người lâm huyền liền khẽ cười một tiếng phiên toái không hảo sao nếu ta có thể giải quyết một cái đại phiên toái những cái đó trưởng lão hẳn là cũng liền nói không ra cái gì đi nghe hắn nói như vậy đồ nhất minh chỉ có thể cười khổ tự tin là chuyện tốt ta chỉ sợ bồi dưỡng thượng quan văn yến khó khăn vượt qua tưởng tượng của ngươi bất quá nếu lâm huyền như thế tin tưởng tràn đầy hắn cũng liền không có tại đây chuyện thượng dối rắm quá dài thời gian. Ta lần này tới, là tới cấp ngươi tặng đồ. Nói, hắn lấy ra một quả nguyên giới đưa cho Lâm Huyền. Nguyên giới chung không phải những thứ khác, đúng là Lâm Huyền ngoài thân hóa thân. Lâm Huyền mở ra nguyên giới, nhìn ngoài thân hóa thân, trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc. Cửu chuyển đài sen thật là một kiện bảo vật nhưng là cũng phải nhìn là ai sử dụng lúc trước lâm huyền luyện chế ngoài thân hóa thân thời điểm thật sự là quá yếu hắn liền đại đế cũng chưa gặp qua càng không cần phải nói là sáng tạo ra một cái siêu việt đại đế ngoài thân hóa thân cũng đúng là bởi vậy này ngoài thân hóa thân tuy rằng cường hãn lại vẫn là có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương theo thực lực của hắn tăng lên hắn trong lòng liền bắt đầu sinh một lần nữa luyện chế ngoài thân hóa thân ý niệm chỉ là không đợi thực thi hành động ngoài thân hóa thân liền ở đại đế chi chiến trung bị hư hao. Hiện tại đi qua đại đế tay một lần nữa luyện chế. Ngoài thân hóa thân uy lực so với dĩ vãng càng thêm khủng bố. Muốn giống trong truyền thuyết như vậy làm trí tôn bó tay không biện pháp. Này ngoài thân hóa thân còn phải trải qua nhiều lần rèn luyện. Nhưng là đối lâm huyền tới nói, hiện tại này liền đã vậy là đủ rồi. Như thế, trong tương lai trong chiến đấu, hắn cũng liền nhiều rất nhiều bảo đảm nếu không ta đi tìm sư phụ thảo muốn mấy viên linh đan đồ nhất minh mở miệng nói thượng quan văn yến dù sao cũng là ngươi cái thứ nhất đệ tử như thế nào đều không thể làm ngươi quá mức mất mặt a à. nhưng mà lâm huyền lại lắc lắc đầu không cần ta đều có biện pháp nếu hắn nói như thế kia đồ nhất minh cũng không hảo nói thêm nữa cái gì mấy ngày kế tiếp thời gian lâm huyền thu đồ đệ nhiệt độ cũng dần dần hàng xuống dưới cũng không phải đại gia không chú ý, mà là bọn họ đã đoán được kết quả. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ chờ xem Lâm Huyền xấu mặt. Mà Lâm Huyền cũng là trực tiếp phong tỏa phù không đảo. Trừ bỏ đồ nhất minh cùng tư đồ nam ở ngoài. Không còn có người có thể tùy ý ra vào hắn phù không đảo. Thượng quan Văn Yến đã ở mật thất chung ngây người ba ngày, này ba ngày thời gian. Mật thất chung không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Cái này làm cho Đồ Nhất Minh cùng Tư Đồ Nam đều thập phần nghi hoặc. Mật thất bên trong rốt cuộc ở trải qua cái dạng gì thí luyện đâu? Bọn họ cũng từng nhiều lần dò hỏi Lâm Huyền, nhưng mà Lâm Huyền lại chưa cấp ra đáp án. Chờ bọn họ còn tưởng hỏi lại thời điểm, Lâm Huyền cũng đã tiến vào tới rồi mật thất bên trong. Nếu bị người ngoài nhìn đến mật thất trung cảnh tượng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Lúc này Thượng Quan Văn Yến thập phần chật vật, trên người hắn che kín miệng vết thương chung quanh còn có không ít tàn khuyết con rối. Này ba ngày thời gian, hắn đó là ở cùng này đó con rối chiến đấu. Này đó con rối đều là lâm huyền tỉ mỉ luyện chế. Mỗi một cái đều có được ngự không cảnh giới thực lực. Thượng quan văn yến cơ hồ là ở sinh tử chi gian dẫy ruộng chiến đấu hăng hái ba ngày lúc sau. Mới rốt cuộc đêm này đó con rối tất cả đánh bại. Hắn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nếu không phải ngực bụng chi gian còn có khi dễ thậm chí sẽ làm người hoài nghi hắn có phải hay không đã chết lâm huyền tiến lên lấy ra một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng đan dược nhập bụng lúc sau thượng quan văn yến hơi thở mới dần dần xu với ổn định sư phụ thượng quan văn yến trợn mắt dãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy lâm huyền lại vỗ vỗ bờ vai của hắn trước nằm đi thương thế của ngươi còn ở khôi phục ngay sau đó hắn đem vô cấu nguyên khí độ nhập thượng quan văn yến trong cơ thể tinh tế kiểm tra thân thể hắn một phen kiểm tra lúc sau lâm huyền nhưng không khỏi nhíu mày thượng quan văn yến trạng huống cùng hắn suy nghĩ không quá giống nhau vốn dĩ hắn đã làm tốt trợ giúp thượng quan văn yến mạch lạc thân thể chuẩn bị mười mấy năm trước sau đều dừng lại ở cùng cái cảnh giới này hiển nhiên là hắn thân thể có khuyết điểm nếu thật là thân thể vấn đề, kia dù cho Lâm Huyền không thể làm hắn biến thành một thiên tài, cũng có thể bằng vào linh dược đem hắn trồng chất thành một cường giả. Nhưng mà hiện tại xem ra, thượng quan Văn Yến vấn đề cũng không phải Lâm Huyền tưởng như vậy. Hắn thân thể không có bất luận vấn đề gì, tuy rằng không phải cái gì thiên tài, lại cũng không nên sẽ là hiện tại loại tình huống này. Tại sao lại như vậy? Lúc này, ngay cả Lâm Huyền đều là lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn cấp thượng quan văn yến kiểm tra rồi nhiều lần, cuối cùng đều là đồng dạng kết quả. Thân thể hắn không có bất luận vấn đề gì. Phát hiện này làm Lâm Huyền cảm giác thập phần tò mò. Khó trách như vậy dài hơn lão đều không thể giải quyết hắn vấn đề. Xem ra này vấn đề đích xác rất là nghiêm trọng. Nếu không phải thân thể vấn đề, kia chẳng lẽ là linh hồn. Lâm Huyền nhíu mày, đem chính mình hồn lực phóng thích ra tới ở hắn hồn lực dò xét dưới, thượng quan văn yến trong cơ thể tình huống từ đầu trí quấy hiện ra. Ở hắn trước mặt, đương lâm huyền nhìn đến linh hồn của hắn khi lại là càng thêm nghi hoặc. Thượng quan văn yến linh hồn không có bất luận vấn đề gì. Hắn hồn lực tuy rằng xa không bằng lâm huyền cường đại. Lại cũng so bình thường võ giả muốn ngang ngược một ít. mươi 647 tán công. Này một phen kiểm tra, làm lâm huyền trong lòng tràn ngập nghi hoặc thân thể không thành vấn đề linh hồn cũng không thành vấn đề lâm huyền nhíu mày lúc này hắn không thể không một lần nữa xem kỹ thượng quan văn yến vấn đề từ đồ nam bọn họ thật đúng là nói đúng này thật là một cái phỏng tay khoai lang nếu tìm không thấy hắn vấn đề ra ở nơi nào kia mặc kệ cho hắn nuốt phục nhiều ít linh dược chỉ sợ kết quả đều là giống nhau thượng quan văn yến chú ý tới lâm huyền biểu tình trên mặt hắn lập tức liền tràn ngập mất mát sư phụ ta có phải hay không thật sự không thích hợp tu luyện lúc này hắn trong lòng tràn ngập tự trách kỳ thật hắn biết rõ chính mình đã đến sẽ cho lâm huyền mang đến nhiều ít phiền toái hắn bái nhập lâm huyền môn hạ tất nhiên sẽ trở thành rất nhiều trưởng lão công kích lâm huyền mấu chốt nơi nhưng là hắn lại cũng không muốn từ bỏ này hy vọng cuối cùng lâm huyền tiến vào trí tôn điện phủ lúc sau sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích nói không chừng ở chính mình trên người cũng sẽ có kỳ tích phát sinh. Cũng đúng là ôm như thế tâm thái, hắn mới có thể cái thứ nhất tiến đến bái sư. Không cần tưởng quá nhiều. Lâm Huyền mở miệng trấn an hắn. Bọn họ giáo không được ngươi, đó là bọn họ bản lĩnh vô dụng. Nếu ta thu ngươi vì đồ đệ, liền tuyệt đối sẽ khuynh tẫn toàn lực. Nghe hắn nói như vậy, Thượng quan Văn Yến theo bản năng nắm thật chặt nắm tay. Mười mấy năm qua, Lâm Huyền là cái thứ nhất như thế đối đãi hắn. Lâm Huyền trầm ngâm thật lâu sau, lại lấy ra mấy cái đan dược. Ăn luôn này đó đan dược lúc sau, bắt đầu đả tọa. Thượng Quan Văn Yến tiếp nhận tới, ngoan ngoãn đem này nuốt phục. Cứ việc hắn biết làm như vậy ý nghĩa không lớn, lại cũng không có cự tuyệt Lâm Huyền hảo ý. Hắn đả tọa tu luyện thời điểm, Lâm Huyền thì tại bên cạnh cẩn thận quan sát đến những cái đó linh dược dược lực ở trong thân thể hắn hóa khai. Chuyển hóa thành tinh thuần nguyên khí. Năm viên linh đan dược lực tuy rằng không cường, lại cũng đủ để cho một cái bình thường võ giả tu vi bay lên một cái bậc thang. Nhưng mà ở thượng quan văn yến trong cơ thể này linh dược dược lực lại không có như vậy lộ rõ. Trong đó, chỉ có không đủ một phần mười dược lực chuyển hóa thành hắn nguyên khí. Dư lại dược lực thế nhưng biến mất không thấy không sai chính là biến mất không thấy dược lực hóa khai lúc sau liền ở trong thân thể hắn hư không tiêu thất một màn này nhìn qua thập phần quỷ dị nuốt phục linh dược sau có hao tổn đây là bình thường bất luận kẻ nào đều không thể bảo đảm chính mình có thể đem dược lực tiêu hóa sạch sẽ nhưng mà thượng quan văn yến lại bất đồng hắn nuốt phục linh dược lúc sau dược lực cũng không có sói mòn mà là trực tiếp ở trong thân thể hắn hư không tiêu thất hắn sở nuốt phục linh dược chân chính khởi đến hiệu quả thậm chí liền một phần mười đều không? Có, Lâm Huyền trầm ngâm một lát lại lấy ra một ít linh áp. Đem dược lực trực tiếp đánh vào tới rồi hắn trong cơ thể. Lần này, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó dược lực. Lâm Huyền trong mắt thời gian tốc độ chảy tựa hồ đều bị thả chậm dường như. Thượng quan Văn Yến trên người sở hữu biến hóa đều bị hắn dành mạch thu vào trong mắt. Ở hắn nhìn chăm chú dưới, những cái đó dược lực chậm rãi ở thượng quan văn yến trong kinh mạch lưu động, thượng quan văn yến trong cơ thể tựa hồ cất giấu thứ gì dường như, dược lực lưu động một phân, liền sẽ giảm bớt một phân. Hừ, Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, trên người hắn đằng nổi lên một cổ khí thế cường đại. Hắn duỗi tay bắt được thượng quan văn yến thủ đoạn, vô cấu nguyên khí bắt đầu đại lượng dũng mãnh vào trong thân thể hắn dược lực cùng vô cấu nguyên khí dây dưa ở bên nhau theo thời gian trôi đi lâm huyền cũng rốt cuộc phát hiện vấn đề nơi mười năm tới hắn tu vi sở dĩ chưa từng tiến thêm vấn đề cũng không phải ra ở chính hắn trên người mà là hắn sở tu luyện công pháp có vấn đề người cùng người thể chất là bất đồng có chút người trời sinh thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp ở tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thời điểm sẽ khởi đến làm ít công to hiệu quả có chút người còn lại là thủy thuộc tính thể chất, tiền đối công pháp lúc sau như cá gặp nước. Nhưng là nếu là hỏa thuộc tính thể chất, lựa chọn thủy thuộc tính công pháp. Kia tu luyện tiến độ tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nghiêm trọng thậm chí có khả năng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Lúc trước ở Càn Long Tông, Lâm Huyền liền gặp cùng loại trạng huống. Chỉ là thượng quan Văn Yến trạng huống còn muốn càng phức tạp một ít, hắn là song thuộc tính. Thể chất những cái đó trưởng lão trước sau đều tìm không thấy vấn đề nơi cũng về tình cảm có thể tha. Thứ, thật sự là thượng quan văn yến trạng huống thật sự là quá hiếm thấy. Bình thường võ giả nếu lựa chọn không thích hợp chính mình công pháp. Kia tuyệt đối vô pháp ở võ đạo chi đồ thượng đi quá xa. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến một cái ngự không cảnh giới võ giả, thể chất thế nhưng sẽ có vấn đề. Song thuộc tính thể chất cũng không nhiều thấy lâm huyền cũng chỉ là ở thần sơn bên trong ngẫu nhiên thấy được một ít ghi lại thượng quan văn yến tu vi trước sau không có tăng trưởng đó là bởi vì hai loại thuộc tính cho nhau hao tồn đã biết vấn đề tự nhiên cũng liền dễ làm muốn thay đổi ngươi hiện trạng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chỉ là ngươi khả năng sẽ vì này trả giá rất lớn đại giới lâm huyền mở miệng nói Thượng quan Văn Yến trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, hắn lập tức liền mở miệng nói: "Ta không sợ, chỉ cần có thể làm ta tiếp tục tu luyện, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới ta đều sẽ không tiếc." Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, "Kia nếu làm ngươi tán công trùng tu đâu?" "Tán công trùng tu?" Thượng quan Văn Yến ngây ra một lúc, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Thân là một cái ngự không cảnh giới võ giả, hắn biết cái gì kêu tán công trùng tu đối với thấp cảnh giới võ giả tới nói, nếu tu luyện xảy ra vấn đề. Tán công trùng tu tự nhiên là cái thực tốt biện pháp. Nhưng là muốn cho một cái ngự không cảnh giới cường giả tán công trùng tu. Lâm huyền này thật sự không phải ở nói giỡn sao. Nếu hắn trùng tu lúc sau vẫn là sẽ tạp ở ngự không cảnh giới đâu. Hướng càng nghiêm trọng nông nỗi nói, nếu hắn trùng tu lúc sau. Liền ngự không cảnh giới đều không thể đạt tới đâu ngài xác định làm như vậy có thể giải quyết ta vấn đề sao? Thượng quan Văn Yến mở miệng hỏi. Lâm Huyền lắc lắc đầu. Ai đều không thể xác định nhưng là đây là duy nhất biện pháp. Cho nên, lựa chọn quyền ở ngươi. Thượng quan Văn Yến buông xuống đầu, thật lâu đều không có nói chuyện. Tán công trùng tu, đối ngự không cường giả tới nói, đây là một cái rất lớn khảo nghiệm. Thật lâu sau, hắn mới cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền nói. Hảo, ta nguyện ý nếm thử. Có thể làm ra quyết định này cũng là yêu cầu rất lớn dũng khí. Lâm Huyền gật đầu, ta muốn truyền cho ngươi hai môn công pháp, thứ nhất vì khiếu phong quyết, thứ hai vì sấm đánh quyết. Ngươi thể chất đặc thù, trùng tu trong quá trình, ngươi sẽ trải qua gấp đôi chắc trở. Lâm Huyền nhận lấy thượng quan Văn Yến đã có nửa tháng thời gian, này nửa tháng thời gian, thượng quan Văn Yến tu vi tiến triển như thế nào không có người biết liền ở rất nhiều trưởng lão đệ tử nghi hoặc thời điểm, một cái tin tức truyền ra tới. Ở Lâm Huyền bày mưu đặt kế dưới, Thượng quan Văn Yến tán công trùng tu. Tin tức này, lại lần nữa ở trí tôn điện phủ nhấc lên một hồi phong ba. Lâm Huyền rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thế nhưng làm một cái ngự không cảnh giới cường già tán công trùng tu. Như thế, lại có ai có thể bảo đảm? Thượng quan Văn Yến còn có thể lại lần nữa tu luyện đến ngự không cảnh giới đâu? chương 648 vả mặt. Nếu nói Lâm Huyền nhận lấy thượng quan Văn Yến là một cái hôn chiêu. Khi hắn hiện tại quyết định đã lệnh người có chút hoài nghi năng lực của hắn. Tán công dễ dàng trùng tu khó ai đều không thể bảo đảm thượng quan Văn Yến có thể lại lần nữa. Đạt tới đã từng cảnh giới. Nhưng mà bất luận bọn họ nghĩ như thế nào tán công đều đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Hiện tại bọn họ chỉ chờ thượng quan Văn Yến bắt đầu tu luyện nếu hắn trùng tu thành công còn hảo, nếu hắn ở nào đó cảnh giới xảy ra vấn đề. Kia cái này trách nhiệm nhất định phải muốn từ Lâm Huyền tới gánh vác. Lại là 10 ngày thời gian trôi qua. Lâm Huyền phù không trên đảo không có truyền ra bất luận cái gì tin tức. Lúc này, tuyệt đại đa số người đều đã nhận định Lâm Huyền sắp thất bại. Hắn không chỉ có không phải cái đủ tư cách sư phụ. Thậm chí còn phế bỏ một vị ngự không cảnh giới cường giả những cái đó đã trầm tịch trưởng lão, lại lần nữa liên danh hướng đại đế đưa ra xin. Yêu cầu hủy bỏ lâm huyền trưởng lão chi vị. Như thế đông đảo trưởng lão liên danh, ngay cả vân mộng đại đế cũng không thể bỏ qua. Hắn bất đắc dĩ, tiếp kiến rồi này đó trưởng lão, muốn nghe một chút bọn họ cách nói. Đại điện phía trên, rất nhiều trưởng lão sôi nổi đưa ra chính mình tố cầu. Lâm huyền không chỉ có vô pháp dạy dỗ ra yêu tú đệ tử còn phế bỏ một cái ngự không cảnh giới cường giả. Đối với ta trí tôn điện phủ tới nói, đây là lớn lao tổn thất. Khẩn cầu vân mộng đại đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bãi miễn lâm huyền trưởng lão chi vị. Lâm huyền đảm nhiệm trưởng lão, không chỉ có là đối chính hắn thiên phú không tôn trọng. Cũng làm những đệ tử khác gánh vác lớn lao nguy hiểm. Nghe bọn hắn nói như vậy, vân mộng đại đế không cấm nhíu mày hắn làm Lâm Huyền đảm nhiệm trưởng lão, không chỉ có riêng là vì báo ân đơn giản như vậy. Thế nhân đều nói thiên tài trưởng thành chi lộ không dung phục chế. Nhưng là hắn lại muốn nếm thử một phen. Dù cho vô pháp bồi dưỡng ra cái thứ hai Lâm Huyền. Chỉ cần Lâm Huyền có thể đào tạo ra mấy cái không tồi mầm, này liền đã xem như thành công. Nhưng mà hiện tại xem ra, hắn quyết sách tựa hồ ra một ít vấn đề. Thật lâu sau, hắn mới đứng dậy, mang theo rất nhiều trưởng lão chạy tới Lâm Huyền Phù không đảo. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, Thượng quan Văn Yến đang ở tu luyện. Lâm Huyền tắc ngồi ở bên cạnh quan khán. Hảo hảo một cái mầm, đáng tiếc. Có trưởng lão nhìn Thượng quan Văn Yến, thở dài một tiếng. Mặc kệ nói như thế nào, Thượng quan Văn Yến đều là cái ngự không cảnh giới cường già. Hiện tại hắn so với người thường còn có điều không bằng không chỉ là hắn một người ý tưởng chung quanh những người khác cũng là ôm cùng loại ý tưởng lúc này lâm huyền nghiễm nhiên đã thành một cái tội nhân một cái hủy diệt những đệ tử khác tiền đồ tội nhân vân mộng đại đế trên cao nhìn xuống nhìn cũng là không cấm nhíu mày thân là đại đế hắn tự nhiên biết tán công trùng tu yêu cầu trải qua nhiều ít trắc trở thượng quan văn yến có không trở về ngự không cảnh giới vẫn là cái vấn đề càng đừng nói là làm hắn có điều tiến bộ lâm huyền ngươi có không cho ta một hợp lý giải thích vân mộng đại đế buông xuống ở phù không trên đảo mở miệng hỏi lâm huyền ngẩng đầu cười khẽ nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi nếu ngài làm ta đảm nhiệm trưởng lão chức vậy hẳn là đối ta có tin tưởng hắn này một phen lời nói nhưng thật ra làm vân mộng đại đế an tâm không ít vân mộng đại đế cùng lâm huyền tiếp xúc thời gian tuy rằng không dài lại cũng hiểu biết lâm huyền tính cách nếu hắn không có tuyệt đối nắm chắc là vô luận như thế nào đều sẽ không nói ra lời này người hủy diệt rồi một cái ngự không cường giả cái này làm cho đại đế như thế nào an tâm bên cạnh có trưởng lão thảo phạt lâm huyền lâm huyền hừ lạnh một tiếng người như thế nào biết ta hủy diệt rồi một cái ngự không cường giả sự thật liền bãi ở trước mắt thượng quan văn yến hiện tại đã là một phế nhân dù cho hắn thành công trùng tu, cũng rất khó lại bước vào ngự không cảnh giới. Kia trưởng lão tiếp tục nói. Lâm Huyền cười nhạo một tiếng. Rất khó, không đại biểu không có cách nào. Võ đạo chi đồ vốn là tràn ngập gian nan hiểm trở, nếu không chịu mạo hiểm. Kia còn tu luyện cái gì? Nhưng thật ra các ngươi những người này, chỉ vì bồi dưỡng ra cái gọi là yêu tú đệ tử. Hoàn toàn không màng này tu luyện phương thức hay không thích hợp bọn họ, các ngươi có từng hỏi qua chính mình, cái gì là thích hợp bọn họ tu luyện phương thức? Các ngươi có từng hỏi qua bọn họ, bọn họ muốn chính là cái gì? Lâm Huyền này một phen lời nói, nói kia trưởng lão á khẩu không trả lời được. Hắn căm tức nhìn Lâm Huyền, lại không biết nên như thế nào phản bác. Kia nếu ngươi thất bại đâu? Tán công trùng tu thập phần khó khăn, đừng nói là ngự không cảnh giới. Hắn chỉ sợ liền tụ khí kia trưởng lão lại một lần mở miệng nói nhưng mà hắn nói còn không có nói xong nơi xa liền truyền đến một cổ hơi thở dao động này hơi thở thủy vừa xuất hiện liền bắt đầu điên cuồng biến cường kia trưởng thành tốc độ làm ở đây rất nhiều trưởng lão tất cả đều ngây ngẩn cả người tình huống như thế nào thượng quan văn yến đột phá bọn họ sôi nổi quay đầu nhìn lại này hơi thở đúng là từ thượng quan văn yến trên người truyền ra tới hắn thế nhưng thật sự bước vào tụ khí cảnh giới. Mở miệng chèn ép Lâm Huyền cái kia trưởng lão á khẩu không trả lời được. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn vừa mới nói Thượng quan Văn Yến vô pháp đột phá. Thượng quan Văn Yến đã đột phá tới rồi tụ khí cảnh này không phải vào mặt là cái gì. Đột phá đến tụ khí cảnh lại có thể thế nào? Chẳng qua là đệ nhị. Oanh, nơi xa Thượng quan Văn Yến lại đột phá hắn nguyên khí tuy rằng hồn hậu lại chưa ngưng thật nhưng mà liền đang nói lời nói gian thượng quan văn yến nguyên khí nhanh chóng ngưng thật hóa nguyên cảnh giới lần này triển làm kia trưởng lão sắc mặt giống như gan heo tán công trùng tu thập phần khó khăn hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ tạp ở nào đó cảnh giới không còn có bất luận cái gì thành tựu nhưng là coi trọng quan văn yến bộ dáng nơi nào có chút khó khăn trước sau bất quá nói mấy câu công phu. Thượng quan văn yến thế nhưng liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới. Hắn nhìn thượng quan văn yến, há miệng thở dốc lại là nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn hẳn là, sẽ không lại đột phá đi. Bên cạnh mặt khác trưởng lão nghi hoặc hỏi. Tự hồ là vì quán triệt vả mặt phương án, này trưởng lão nói âm mới vừa rơi xuống. Thượng quan văn yến liền lại một lần đột phá. Về một cảnh giới lúc này đông đảo trưởng lão đã ngây ngẩn cả người bọn họ cũng không dám nữa mở miệng sợ thượng quan văn yến lại lần nữa đột phá đánh ngẫu nhiên bọn họ mạt mọi người sôi nổi hướng vân mộng đại đế cáo biệt xoay người rời đi phù không đảo chờ bọn họ toàn bộ rời khỏi sau lâm huyền khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười muốn nhìn chính mình chê cười lâm huyền sẽ làm bọn họ tất cả đều biến thành chê cười tất cả trưởng lão đều đang chờ lâm huyền xấu mặt nhưng mà thượng quan văn yến tiến triển lại làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bất quá một lát thời gian thượng quan văn yến thế nhưng liền bước vào về một cảnh giới hiện tại không còn có người dám nghi ngờ lâm huyền bất luận hắn có không làm thượng quan văn yến đột phá đến càng cao cảnh giới chỉ cần là ở thượng quan văn yến tán công trùng tu lúc sau có thể ở như thế đoạn thời gian đột phá đến về một cảnh giới, này liền đã đánh mọi người mặt. Bất quá vẫn là có mấy cái trưởng lão ôm hy vọng. Vạn nhất thượng quan văn yến sẽ dừng chân tại chỗ đâu? Chờ thượng quan văn yến lại lần nữa đột phá đến ngự không cảnh giới. Sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Chương 649 thần tốc trùng tu. Thượng quan văn yến đột nhiên đột phá, vượt qua mọi người đoán trước cũng may hắn đột phá đến về một cảnh giới lúc sau liền dừng bước chân bất quá dù cho như thế hắn thành tựu vẫn là lệnh người khiếp sợ mười mấy năm qua rất nhiều trưởng lão không phải không có nghĩ tới biện pháp bọn họ cũng từng muốn trợ giúp thượng quan văn yến thoát khỏi khốn cảnh lấy này tới chứng minh chính mình năng lực nhưng mà một lần lại một lần thất bại đã làm cho bọn họ đối thượng quan văn yến mất đi tin tưởng ở bọn họ trong mắt thượng quan văn yến chính là một bãi đỡ không thượng tường bùn lầy mặc kệ bọn họ tiêu phí nhiều ít tinh lực đều không có bất luận cái gì ý nghĩa nhưng là hiện tại lâm huyền lại dùng chính mình hành động chứng minh rồi thượng quan văn yến cũng không phải không có thuốc nào cứu được nếu lâm huyền thành công vậy tương đương là ở bọn họ trên mặt hung hăng mà đánh một cái tát thượng quan văn yến tốc độ tu luyện chậm lại lại không phải đình chỉ bất quá ba ngày thời gian hắn lại từ về một cảnh giới đột phá tới rồi phá phàm cảnh giới liên tiếp đột phá đã làm rất nhiều trưởng lão chết lặng thượng quan văn yến quật khởi đã không thể cản trở nói vậy không dùng được bao lâu hắn liền có thể thành công đột phá đến ngự không cảnh giới lâm trưởng lão quả nhiên đáng sợ rất nhiều đệ tử đã nghị luận lên nếu ai nhất hiểu biết thượng quan văn yến thực lực không thể nghi ngờ chính là bọn họ này đó đệ tử. Thượng quan Văn Yến sự tích sớm đã ở bọn họ trung gian truyền lạn. Nhưng mà bọn họ trong mắt cái này đồ ngu lại ở như thế đoạn thời gian. Tán công trùng tu đột phá tới rồi hóa nguyên cảnh giới. Muốn nói này không phải Lâm Huyền công lao, đó là tuyệt đối không có người tin tưởng. Lúc này, có đệ tử ở tiếc hận chính mình vì cái gì đã có sư môn đâu liền thượng quan văn yến đều có thể có được hiện tại thành tựu lấy bọn họ tư chất nếu bái nhập lâm huyền môn hạ tất nhiên có thể có nhiều hơn thu hoạch mà mặt khác một ít đệ tử thì tại âm thầm may mắn bọn họ cùng thượng quan văn yến giống nhau trước sau đều không có tìm được thích hợp sư phụ nhưng là hiện tại này lại biến thành bọn họ lấy làm tự hào tư bản cái này làm cho bọn họ có thể không hề áp lực bái nhập lâm huyền môn hạ nghe nói sao Thượng quan Văn Yến lại muốn đột phá. Nhưng vào lúc này, một cái tân tin tức truyền ra tới. Nghe thế tin tức, đông đảo đệ tử sôi nổi trừng lớn hai mắt. Không đủ nửa tháng thời gian, Thượng quan Văn Yến thế nhưng lại lần nữa bước vào ngự không cảnh. Giới! Này tiến triển, vượt qua mọi người tưởng tượng. Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, mấy tin tức này thật là sự thật sao? Có thể hay không là Thượng quan Văn Yến không có tán công? bất quá hắn tán công ngày đó rất nhiều trưởng lão cùng vân mộng đại đế đều ở này nhưng không phải do lâm huyền làm bộ một tòa phù không trên đảo triệu trưởng lão sắc mặt dị thường khó coi hắn đó là ngày đó nghi ngờ lâm huyền cái kia trưởng lão nhưng mà hiện tại thượng quan văn yến ở không đủ nửa tháng thời gian liền đột phá tới rồi ngự không cảnh giới hiện tại hắn đứng ngồi không yên sư phụ ngài không cần quá mức sốt ruột thượng hòa không phải vừa mới bước vào ngự không cảnh giới sao? Không coi là là cái gì cường giả. Chờ ta tiến đến cùng hắn so đấu một phen, tự nhiên sẽ làm mọi người biết. Ai mới là ưu tú nhất trưởng lão? Nghe hắn nói như vậy, triệu trưởng lão sắc mặt lúc này mới có điều thư hoãn. Lúc này lựa chọn khiêu chiến thượng quan văn yến, thực sự là có chút không sáng dọi, nhưng là... Đây cũng là duy nhất đà kích lâm huyền cơ hội. Thật lâu sau, hắn mới gật gật đầu tiểu tâm một ít không cần đả thương người kia đệ tử gật đầu xoay người liền rời đi lúc này lâm huyền phù không trên đảo đồ nhất minh đang ở quan sát thượng quan văn yến tu luyện thành quả mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến thượng quan văn yến thế nhưng có thể tại như vậy đoàn thời gian trở về ngự không cảnh giới thực lực của hắn như thế nào cũng không thể chỉ lo tăng lên cảnh giới mà xem nhẹ thực lực a đồ nhất minh mở miệng nói Lâm Huyền cười khẽ, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng. Thượng Quan Văn Yến tuy rằng không có giống hắn như vậy nhiều lần đột phá cực hạn, nhưng là bởi vì hắn bản thân thể chất vấn đề, thực lực của hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhược. Chẳng sợ không coi là là thiên tài, hắn cũng tuyệt đối sẽ không so bình thường đệ tử nhược gì đó. Nếu không, ta cùng hắn đánh một hồi thử xem xem." Đồ Nhất Minh mở miệng nói. Lâm Huyền liếc mắt nhìn hắn, người liền tính đồ nhất minh dù sao cũng là lúc trước nội môn bên trong người mạnh nhất ở vân mộng đại đế dạy dỗ hạ hiện tại hắn lại lần nữa đột phá đã có được ngự không bát trọng tu vi làm thượng quan văn yến cùng như vậy một cường giả đi chiến đấu hắn lại như thế nào sẽ có phần thắng đâu đệ tử triệu vô cực tiến đến bái phỏng lâm trưởng lão liền ở bọn họ hai người nói chuyện với nhau thời điểm bên ngoài truyền đến một thanh âm quay đầu nhìn lại, một người tuổi trẻ người chính phi ở không trung. Nói là tới bái phỏng, nhưng là trên mặt hắn nhưng không có nhiều ít tôn trọng. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, đối với đồ nhất minh nói. Người xem, này không phải tới sao? Nói, hắn triệt bỏ phù không đảo chung quanh cấm chế, đem này triệu vô cực thả tiến vào. Triệu vô cực rơi xuống đất lúc sau, liền theo dõi ở bên cạnh tu luyện thượng quan văn yến. Nghe nói văn yến sư đệ tiến triển khả quan. Ta chuyến này đó là vì cùng văn yến sư đệ luận bàn một phen. Triệu vô cực trực tiếp xong xuôi nói. Nghe hắn nói như vậy, đồ nhất minh không cấm nhíu mày. Triệu vô cực người này hắn là biết đến. Hắn nhập môn thời gian so thượng quan văn yến muốn sớm rất nhiều. Hắn tư chất tuy rằng không tính là tuyệt hảo, lại cũng đã là ngự không bốn trọng võ giả thật muốn đánh lên tới thượng quan văn yến chỉ sợ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi sư phụ thượng quan văn yến quay đầu nhìn về phía lâm huyền trên mặt hắn tràn đầy dò hỏi chi xác hắn cũng là biết triệu vô cực cũng đúng là bởi vậy hắn đối thực lực của chính mình cũng không có nhiều ít tin tưởng lâm huyền khẽ cười một tiếng đi thôi làm ngươi vị sư huynh này tới giúp ngươi kiểm nghiệm một chút tu luyện thành quả Thượng quan Văn Yến ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Lâm Huyền thế nhưng làm ra như thế quyết định. Hắn vùi đầu khổ tu nửa tháng, tuy rằng tiến triển khả quan. Lại trước sau cũng không biết thực lực của chính mình như thế nào. trầm ngâm một lát, Thượng quan Văn Yến cắn răng ứng hạ. Thấy Thượng quan Văn Yến gật đầu, triệu vô cực khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nếu sư đệ nguyện ý so đấu kia làm sư huynh tự nhiên không thể làm ngươi có hại ta sẽ đi thông chi khắp nơi đệ tử, làm cho bọn họ cùng nhau tới gặp chứng sư đệ trưởng thành. Lâm trưởng lão, ngài ý hạ như thế nào? Lâm huyền cười khẽ, triệu vô cực hiển nhiên không có cho chính mình cự tuyệt cơ hội, hắn có thể nói như vậy. Cũng đã là chuẩn bị sẵn sàng. Mặc kệ chính mình đáp ứng cùng không, hắn đều sẽ mang theo những đệ tử khác tiến đến quan chiến. Tùy ngươi đi. Hảo, nếu lâm trưởng lão đáp ứng, ta đây liền ngày mai lúc này lại đến. Giọng nói rơi xuống, triệu vô cực liền xoay người rời đi. Xoay người lúc sau, hắn khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh. Nếu muốn nháo, vậy muốn nháo động tĩnh lớn một chút. Lâm Huyền được xưng là trí tôn điện phủ thiên phú tối cao một cái đệ tử. Kia nếu hắn đệ tử bị người thất bại, không biết hắn sẽ là cái gì biểu tình. Rời đi Lâm Huyền phủ không đảo lúc sau, hắn liền đem này tin tức tiên dương đi ra ngoài. Chương 650 so đấu bắt đầu. Lâm Huyền, ngươi làm như vậy có thể hay không có chút thiếu suy xét?" Đồ Nhất Minh mở miệng hỏi. Thượng quan Văn Yến cũng không phải là Lâm Huyền, muốn vượt cấp chiến đấu. Lấy thực lực của hắn xa xa không đủ. Dù cho ở hắn không có tán công trùng tu thời điểm, cũng tuyệt đối không phải Triệu Vô Cực đối thủ. Hiện tại hắn tán công trùng tu, tu vi còn xa xa không bằng đã từng lại như thế nào đi cùng triệu vô cực chiến đấu đâu tư đồ nam cũng là đồng dạng ý kiến trên mặt hắn tràn đầy lo lắng chi xác đúng vậy lấy triệu vô cực thực lực mặc dù văn yến không nghênh chiến cũng không ai có thể nói ra cái gì nhưng là nếu ngươi thua kia bọn họ cũng phải xính lâm huyền khẽ cười một tiếng nếu tránh chiến kia không phải quá không thú vị sao hai người ngạc nhiên bọn họ rốt cuộc không phải lâm huyền con run trong bụng tưởng không rõ Lâm Huyền rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ Lâm Huyền cho rằng Thượng quan Văn Yến có thể chiến thắng triệu vô cực? Mà kệ thấy thế nào, Thượng quan Văn Yến đều không giống như là có phần thắng bộ dáng. Tính, nói không chừng Lâm Huyền còn cùng cái gì át chủ bài. Tư đồ Nam mở miệng nói. Hắn cùng Lâm Huyền ở chung thời gian dài như vậy, tự nhiên hiểu biết Lâm Huyền thủ đoạn. Lâm Huyền từng nhiều lần sáng tạo kỳ tích người khác trong mắt tuyệt đối không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đều ở trên người hắn nhất nhất ứng nghiệm. Lần này, có lẽ cũng sẽ có kỳ tích phát sinh đi. Tin tức thực mau liền truyền khai, sở hữu đệ tử đều được đến tin tức. Ngày hôm sau, thiên tài mới vừa tờ mờ sáng, lâm huyền phù không trên đảo tiện nhân mãn vì hoạn. Đại lượng đệ tử tụ tập ở chỗ này, chờ quan khán trận chiến đấu này. Kỳ thật trận chiến đấu này vốn dĩ cũng không hấp dẫn người. Hai bên đều không coi là là cái gì cường giả. Trong đó một phương thậm chí còn đã trải qua tán công trùng tu. Như thế một hồi chiến đấu, vốn dĩ cũng không có cái gì xem điểm. Nhưng là trong đó một phương là Lâm Huyền đệ tử, này liền làm trận này vốn dĩ nhạt nhẽo cực kỳ chiến đấu trở nên thú vị lên. Lâm Huyền có thể ở phá phàm cảnh giới chiến thắng đầu nhất minh. Kia hắn đệ tử lại nên có cái dạng nào thực lực đâu? Thật đúng là náo nhiệt a. À. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, xem ra tới Triệu Vô Cực vì trận này so đấu tiêu phí không ít tâm tư. Trước mắt trường hợp thập phần to lớn, thậm chí không thể so nội môn đại bỉ trận thế tiểu cái gì. Triệu Vô Cực đang đứng ở diễn võ trường thượng, nhìn đến Thượng Quan Văn Yến lúc sau, hắn khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. "Văn Yến sư đệ, ta chờ ngươi thời gian rất lâu." Nghe được lời này, Thượng Quan Văn Yến không khỏi rụt rụt cổ, Hắn quay đầu nhìn nhìn Lâm Huyền, trong mắt không có bất luận cái gì tự tin đáng nói. "Sư phụ, ta có thể được không?" Thượng Quan Văn Yến thấp giọng hỏi nói. Tuy rằng hắn ở ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Một lần nữa về tới ngự không cảnh giới. Nhưng là, hắn đối thực lực của chính mình lại không có quá nhiều tin tưởng. Lúc này đối mặt Triệu Vô Cực, hắn trong lòng tự nhiên tràn ngập sợ hãi. Lâm Huyền lại không có cho hắn một cái chuẩn xác hồi đáp, chỉ là chỉ chỉ lôi đài. Thử xem xem sẽ biết. Thượng quan Văn Yến tráng thêm can đảm tử, chậm rãi đi lên lôi đài. Trung quanh rất nhiều đệ tử kêu gọi, này tiếng gọi ầm ĩ. Càng là làm thượng quan Văn Yến khẩn trương không ít. Lên đài lúc sau, hắn đối với triệu vô cực hành lễ. Triệu vô cực lại là vẻ mặt kiêu căng chi sắc, hừ lạnh một tiếng quyền cước không có mắt sư đệ ngươi cần phải tiểu tâm a giọng nói rơi xuống hắn liền thả người hướng về thượng quan văn yến vọt lại đây thượng quan văn yến cùng hắn chi gian có mấy chục trượng khoảng cách nhưng mà bất quá chớp mắt công phu hắn liền đã vượt qua này đoạn khoảng cách xuất hiện ở thượng quan văn yến phía sau Phốc một trưởng này rơi xuống thượng quan văn yến không hề phòng bị bị hắn đánh lảo đảo vài bước hu triệu vô cực cười nhạo một tiếng đây là lâm trưởng lão đệ tử sao ta xem đại danh đỉnh đỉnh lâm trưởng lão cũng bất quá như thế thượng quan văn yến hai mắt đỏ lên đột nhiên say người triệu vô cực lời này kẹp dao giấu kiếm hắn lại như thế nào sẽ nghe không hiểu đâu người có thể vũ nhục ta nhưng là ta không chuẩn ngươi vũ nhục sư phụ ta nói hắn thả người nhảy liền hướng tới triệu vô cực nhào tới hô trên lôi đài đột nhiên vang lên một tiếng âm báo. Triệu vô cực động tác mau, nhưng là thượng quan văn yến tốc độ càng mau. Hắn lời còn chưa dứt người liền đã biến mất. Triệu vô cực khẽ nhíu mày, hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Thượng quan văn yến tốc độ thế nhưng như thế khủng bố. Xem ra, sư phụ ngươi chỉ dạy ngươi một ít chạy trốn bản lĩnh. Triệu vô cực cười lạnh nói. Trên người hắn khí thế bùng nổ, chung quanh đệ tử sôi nổi né tránh triệu vô cực không hổ là triệu trưởng lão thân truyền đệ tử. Tuy rằng hắn chỉ là ngự không bốn trọng tu vi, nhưng là này phân thực lực đã xa xa siêu việt ngự không bốn trọng cực hạn. Dưới đài, mọi người sôi nổi nghị luận nói. Có lẽ hắn so ra kém lâm huyền, lại cũng tuyệt đối là cái cường già. Nghe được mọi người nghị luận, triệu vô cực trên mặt càng là chất đầy tươi cười. Hắn muốn đó là loại này hiệu quả. Chỉ cần hắn có thể đánh bại thượng quan văn yến, kia cũng chẳng khác nào là làm lâm huyền ném người đến lúc đó có lẽ hắn cũng có hy vọng đạt được đại đế lọt mắt xanh trong chiến đấu hắn lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kiêm mạnh mẽ tuyệt đối thực lực chiếm cứ ưu thế địa vị thượng quan văn yến tuy rằng phẫn nộ lại trước sau đều không có chiếm được cái gì tiện nghi hắn tốc độ tuy rằng thực mau lại tự hồ không biết nên như thế nào sử dụng dường như trong lúc hắn có mấy cái cơ hội có thể đánh trúng Triệu Vô Cực. Lại tất cả đều bị Triệu Vô Cực bằng vào kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú tránh thoát. Này, dưới đài, Đồ Nhất Minh lại nhìn ra vấn đề nơi. Lâm Huyền, hắn thật là vừa mới bước vào ngự không cảnh giới. Lâm Huyền gật gật đầu, này tự nhiên không cần lắm lời. Được đến Lâm Huyền khẳng định hồi đáp lúc sau, Đồ Nhất Minh trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Thật đáng sợ thiên phú Nghe hắn nói như vậy, bên cạnh tư đồ nam trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không sao chứ? Văn Yến rõ ràng vẫn luôn đều ở bị đánh, như thế nào liền thiên phú đáng sợ. Đồ nhất minh cười khổ ra tiếng. Ngươi ở độc thuật thượng tạo nghệ tuy rằng rất cao. Lại không đại biểu ngươi đối võ đạo có đồng dạng lý giải. Quan khán một hồi chiến đấu, ngươi không thể chỉ xem ai ở lúc đầu chiếm cứ thượng phong. Ngươi lẳng lặng mà đi cảm thụ bọn họ hai người hơi thở. Văn Yến chiến đấu lên tuy rằng thực hoảng, nhưng là hắn hơi thở lại không có chút nào hỗn loạn. Ngược lại là triệu vô cực, hắn nóng lòng lấy được thắng lợi. Lúc này hơi thở đã có chút không ổn định. Dựa theo trước mắt tình huống, triệu vô cực nhất định thua. Từ đồ nam trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi xác Hắn không nghĩ tới, đồ nhất minh đối thượng quan Văn Yến đánh giá lại là như vậy cao. Hắn quay đầu nhìn về phía trên lôi đài hai người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc thượng quan văn yến thực sự có như vậy cường đại nhưng là hắn mới vừa đột phá đến ngự không cảnh giới a đồ nhất minh than nhẹ một tiếng hắn quay đầu nhìn về phía lâm huyền ám đạo một tiếng quái vật lâm huyền chính mình hơi thở dài lâu còn chưa tính liền hắn đệ tử đều như vậy đáng sợ chờ thượng quan văn yến trưởng thành lên liền tính không bằng lâm huyền chỉ sợ cũng sẽ không kém cái gì bọn họ nghị luận thời điểm trên lôi đài tình hình chiến đấu đã lặng yên đã xảy ra chuyển biến